Hello anh em, lại là mình đây. Bữa nay mình lại tiếp tục lên clip cho anh em nha. Cứ giờ con nào nó đứt thì mình thanh lý trước. Còn những anh em mà có đặt mình rồi là mình hứa mình chừa là mình sẽ chừa nha. Mấy hệ đó thì nó sẽ khác. Bữa nay là con này là giá tiền tầm trung nha anh em. Nó cũng vừa vừa. Câm thì không câm mà trên 70 dưới 90, rồi em nói vậy anh em tự đánh giá. Tên gọi của em nó là Itin MS382 rin nha, tay giật rồi là còn rin nha, chưa đứt chưa nứt nẻ nha. Cụ tay giật là rin Itin là phải gì mới đúng là của Itin nha, còn Itin mà nó nhái là nó không đúng của Itin nha anh em. Chữ này nó sẽ mờ, nó không rõ như vậy là nó là đồ lô nha anh em. Của người ta giật là giãn giãn giãn, bao giật khó đứt lắm. Mấy thằng khùng này nó chạy xe cứ nghe lúc mình làm clip rồi nó bóp càng không chết. Rồi cái em này là MS382, sản xuất vào tháng 4 năm 2020. Rồi, cũng mới đây à. Có cái là chưa có vệ sinh, chỉ chùi lau sơ sơ thôi, anh em nào kỹ thì về vệ sinh đi. Còn dính mặt hư mũ gì từ lưa ở đây nè. Xúc rửa bình xăng con là xúc rồi. Tay cầm rin liền đẹp. Bóng thắng là còn xài luôn, bá xích là còn bạc bạc. Mặt tiền đẹp, đúng không? Quỳnh là chỉ chơi là ron khích gì mới chịu, chứ còn mà trẻ ra làm biến nói chuyện lắm nha. Còn nguyên si gì mới chơi, chứ còn mà trẻ ra là làm biến nói chuyện lắm. Không có ấy, mấy con đó là mình sẽ báo với anh em. Nếu mà có những con trẻ rồi mình sẽ báo với anh em là sẽ có thay đồ. Còn những con nào mình bao rin là phải rin, chứ không phải nói rin nữa, người ta xài xong tháo ra cái dên tàu lao nằm trọng là không đúng. Mình là không có chuyện đó, cái uy tín mình quan trọng lắm. Đây nắp ốp là nguyên rin nhưng mà chưa vệ sinh, cái này nó dính mũ cây rồi anh em, về ấy thì chùi lao thì mình. Hai con tán vẫn còn rin ít tin đàng hoàng ha. Dùm nè, dùm gần lại nè, đó đóng logo nè, số seri nè, đó hàm rồng rồi là còn nguyên si hết nha. Purin là vẫn còn nha. Cái này trà nó đập vô miếng mớp xíu nhẹ không quan trọng. Mặt bô nè, ốc tán đồ là còn rin hết. Nắp xăng nắp nhớt còn rin, có gạch đàng hoàng. Nắp rin là phải có gạch gì nha anh em, còn nắp không gạch là nắp lô nha. Logo này là logo nổi ít tin kéo lụa, chứ không phải mà ba cái ít tin điên rồi thấm xăng lao cái ụt đi cái mắt tiêu, là cái đó là ít tin tàu lao, ít tin của Tập Tập Bình và anh Hùng Trung Hoa. Nhiều anh em vô comment nói tại sao bán con máy giá rẻ quá, chỉ có đồ của Tập Cẩm Bình. Nói xin lỗi với anh em, Tập Cẩm Bình mình sẽ nói là Tập Cẩm Bình, còn đồ của tin mình sẽ nói là đội tin. Mình không bao giờ buôn bán mà nói hai lời ha. Một là một, hai là hai. Thích thì mình mua ủng hộ giúp nhiệt tình anh em, cảm ơn. Còn không thích thì đừng vô bình luận nói chuyện tào lao, mình nghe mình không thích ha. Biết thì nói, không biết thì giữ cột mà nghe. Mình chưa bao giờ nói điêu bao giờ. Những anh em xe máy của mình nói một là một, hai là hai. Vì sao? Cái uy tín mình đặt lên hàng đầu. Mình bán cái con máy mình nói thẳng, có thể là mình lời 100-200 ngàn mình vẫn bán. Bán chi? Bán cho vui, để tạo cái sân chơi lành mạnh hơn, một ngày càng phát triển hơn, chứ không phải mà bán gì kiếm đồng tiền rồi lừa gạt anh em. Mình không thích cái điều đó. Mình nói một là một, hai là hai. Nhiều anh em thấy con máy đẹp quá, ôi sao bán rẻ vậy? Nói xin lỗi bạn, tôi bán rẻ tại vì tôi cầm rẻ, nó đứt rẻ, tôi thanh lý rẻ cho anh em xài. Nhưng những con máy đó chỉ xuất hiện vài clip thôi,
Cái đó là gọi là bán xả cho anh em vui chơi, khi mà mình đạt được cái mốc ở bao nhiêu là mình sẽ bán xẻ cho anh em như vậy, chứ không phải mà khùng điên mà bán vậy. Để cho anh em vô đây nói mình là máy này là Hồ Cẩm Đào, nói xin lỗi bạn, bạn đi kiếm con máy 382 mà Hồ Cẩm Đào ra, mình bạn đưa cho mình xem thử, không bao giờ có. Nếu mà máy thùng mình dám hứa, chỉ có máy người ta mua về người ta thay đồ vô, đồ lô vô thì mới có máy Hồ Cẩm Đào, còn máy Xtin 382 từ xưa giờ chưa có máy Hồ Cẩm Đào, nên nhớ kỹ cái điều đó. Chỉ có 381 mới có Hồ Cẩm Đào nha. Biết thì nói, không biết thì giữa cộng mà nghe. Sẵn đây mình lên cái clip mình nói cho những anh em đó vô coi rồi xem thử mình nói có chặt không. Cái tánh mình là ăn ngay nói thẳng, không bao giờ nói điên. Đây, cái tem đích vẫn còn nha, Sima đồ còn đầy đủ nha. Còn cái này á, anh em nào muốn cái này nảy lên về lấy cái chích hay gì cạy cái này lên là nó sẽ nảy lên. Còn cái này của người ta sử dụng sao mình để nguyên vậy. Cái này là cái độ bảo hiểm càn ga. Này là công tắc 3 tầng. Vì là nổ, vì là tắt, bóp hết xuống gài xuống đóng le. Rồi. Thắng đồ là còn xài ok. Rồi mình cũng xin phép được đi nhanh nhanh chút. Rồi. Đó, đồ đạt nguyên zin. Nòng bạc bê tông dên là bao zin. Bình xăng con cũng zin, chứ không phải nòng bạc bê tông zin mà bình xăng con Thập Cẩm Bình là không có chuyện đó. Mình nói đâu đó rõ ràng. Trừ khi cái máy mình đã có thay thế, mình sẽ báo rõ trong video. Ok anh em nha, mình nói là nói. Còn cái gì mình nói lô là lô, mình chỉ rõ từng chi tiết. Mình không bao giờ làm điên bất cứ một cái vấn đề gì. Đó. Ốc riêng đó nè, nó cũ nhưng mà nó cũng phải có số seri và Sima đóng nổi trên đó mình mới chịu nha. Chứ không phải cũ mà không có mấy cái này là mình không chơi nha. Làn chỉ đen vẫn còn, nhưng mà tại vì đóng mũ cây hơi nhiều vậy anh em chùi ra sẵn lòi là lần chỉ đen. Máy này nói chung là cũng còn rất mới. Rồi ok anh em, giờ mình xin phép được test nổ cho anh em nghe tiếng máy luôn nha. Mình bán là mình phải test nổ cho anh em nghe đàng hoàng, chứ không phải mà bán mà không test là khó mua khó bán lắm. Mình phải nghe được tiếng máy mình mới đánh giá được cái con máy sao để giật lên làm tạch 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 kiểu đó đem về dục chứ xài gì anh em. Hơi nè, xem clip hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều clip tiếp theo cho anh em xem ha. Ok, máy bay chào tạm biệt anh em, hẹn anh em vào clip sau. Rồi mình cũng có lời gửi đến tất cả anh em trong suốt thời gian qua đã mua hàng và ủng hộ kênh của mình rất nhiều. Mình cũng mong cảm ơn, rất chân thành cảm ơn những anh em đó, đúng không? Còn những anh em nào đặt đồ của mình thêm đồ phụ kiện trong quá trình xài rồi nó bị hư nhưng mà muốn xài đồ zin, đồ tháo máy, rồi mình xin hứa với anh em mình cũng sẽ cố gắng giúp anh em luôn nha. Mình hứa với ai là mình sẽ làm được. Rồi mong anh em chờ mình thêm ít bữa nữa, đó là mình sẽ nhắn tin trực tiếp qua Zalo với anh em đó. Ok, máy bay chào tạm biệt anh em, hẹn anh em vào clip sau. Bye bye.